Vâng, thân mến, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hoàng Tuyến Thái Bình. Hôm nay bên mình có về được một dòng loa bãi của thương hiệu PRS, một thương hiệu của Italy. Hãng này có sử dụng driver của loa bass và phân tần là của thương hiệu B3 và của loa chép là của thương hiệu BMC. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai hãng âm thanh lớn để tạo ra một cái dòng loa có chất âm hay và đặc biệt có kiểu dáng hình thức rất là đẹp. Vâng, và trước khi đi xem chi tiết về nội thất bên trong của loa bass, loa chép và phân tần thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về thương hiệu PRS và kiểu dáng hình thức thùng. Thương hiệu PRS là một thương hiệu của Italy, nước Ý, và logo biểu tượng của cái hãng này đó chính là cái miệng loa chép đa hướng. Ở đây là cái logo của hãng PRS. Và quý khách quan tâm đến cái thương hiệu này có thể vào Google gõ từ khóa là PRS Audio thì sẽ ra cái trang web chính chủ của hãng và cũng có cái logo này. Ở trong trang web chính chủ của hãng thì có đầy đủ các model loa có mặt tại cửa hàng nhà mình ngày hôm nay. Hôm nay bên mình về được hai model, model loa bass 25 có tên là PRS1 và model loa bass 30 có tên là PRS2. Và cả hai model này thì đều có kiểu dáng hình thức thùng là thùng cân, lỗ thông hơi phía trước. Và vật liệu làm thùng là một vật liệu bằng gỗ tự nhiên được ép nhiều lớp với nhau. Cái chất thùng này thì nó rất là bền. Và được sơn phủ một lớp sơn màu trắng. Tuy là sơn màu trắng nhưng loa về trong tình trạng là đẹp như mới. Và lý do tại sao cái đời loa này thì hãng lại sơn cái thùng là màu trắng thì mọi người có thể thấy là cái miệng loa chép kia nó là màu đỏ và cái miệng loa bass nó là cái màng loa bass nó là màu đen. Thì hãng có sơn cái thùng màu trắng thì nó sẽ kết hợp giữa ba màu thì nó rất là nổi bật. Và trên thân thùng thì có logo của thương hiệu PRS được khắc chìm trên thân thùng. Cái này thì nó giống với lại cái logo của thương hiệu B3 này. Đó, nó vẫn là một chút đặc trưng của thương hiệu B3. Và trên cả những con ốc này, con ốc bắt ở trên thùng này thì đều có logo của thương hiệu PRS. Đấy, trên những con ốc, ốc này là ốc sắt trắng không gỉ nhé. Đó, ốc nào cũng có logo của thương hiệu PRS. Đây là cái thùng loa bass 30. Loa bass 30 thì có thêm cái tai sách ở hai bên để chúng ta vận chuyển loa. Nhưng còn loa bass 25 thì không có. Ê căng mặt trước là cũng màu trắng. Loa về tuy là màu trắng nhưng nó còn khá là sạch đẹp. Và đây là tổng số những cặp loa về nhà mình ngày hôm nay. Trong tổng số cái lô này thì có chỉ có 2 đôi là loa bass 30. Còn lại là 8 đôi là loa bass 25. Tất cả còn đều sạch đẹp và zin 100%. Và chúng ta cùng đi xem về thông số kỹ thuật của hai cái đài loa này. Đầu tiên thì đây là cái loa bass 25 PRS này, hãng PRS này. Có model là PRS1, loa bass 25 có model là PRS1. Nó đáp ứng giải tần là từ 50Hz cho đến 18kHz, có công suất là 200W và độ nhạy là 92 dB, trở kháng là 8 ohm. Và trọng lượng của loa bass 25 là 16 kg. Đây logo của hãng này. Đây chính là cái miệng của cái loa chép đấy, PRS. Các cổng kết nối vào loa bằng jack lưu trích và link ra một loa khác. Ở đây là cái CD mã vạch của cái từng loa này, PRS, PRS1 và tem QC. Cái tem này thì nó bằng giấy dán ở đây thì nhiều loa thì nó bị rơi mất nhé. Có loa còn có loa thì nó bị rơi mất. Ở đây là cái model Bass 30 thương hiệu PRS, đời là PRS2, đáp ứng giải tần từ 45Hz cho đến 18kHz, có công suất là 250W, độ nhạy là 94 dB, trở kháng là 8 ohm và trọng lượng là 21 kg. Đó. Và cũng có hai cổng kết nối vào và ra. Đây, cái Bass 30 này thì nó rơi mất cái CD đây rồi. Cái thì còn, cái thì nó bị rơi mất. Thùng loa thì khá là đẹp. Và đây là phía bên đằng sau của tất cả cái lô loa này. Ở mặt trước và mặt sau thì còn khá là đẹp. Mặc dù là bên mình cũng chưa vệ sinh nhiều đâu. Đây mới chỉ vệ sinh qua thôi. Mới chỉ lau qua thôi là nó được đẹp như thế này rồi. Đó, màu nguyên zin nguyên bản của nó là màu trắng. Và quý khách nào có nhu cầu sơn chuyển sang màu đen thì bên mình sẽ hỗ trợ là sơn sang màu đen. Thùng còn khá là đẹp. Mặc dù nó là màu trắng nhưng mà loa này thì được sử dụng ít nên nó còn rất là đẹp về từng hình thức thùng
và cái củ loa bát loa chép thì cũng rất là đẹp, và kia là ê căng thì bên mình sẽ mang đi giặt sau. Ê căng này là chưa giặt nhé, giặt đi thì nó sẽ trắng muốt. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đi xem về mặt trước của củ loa bát và củ loa chép của cái lô loa này. Thế mọi người thấy là nó rất là nổi bật với cái họng chép đa hướng màu đỏ kết hợp với cái miệng loa bát màu đen. Ở nhà nào mà chúng ta quý khách sạch thì mọi người có thể là tháo cái e căng ra, à, trông nó rất là nổi. Cái loa về trong tình trạng là còn khá là mới này. Cái loa bát thì nó còn nguyên cái dầu dưỡng gân zin này, à, nó còn rất là ướt nhé, chúng ta sờ nó còn dính vào tay này. Mình hay trêu là nếu mà ruồi mà bậu vào đây thì còn dính luôn đấy. Ở đây thì áp phơ lồi và có hai dâu. Cái đời bát 25 thì có dâu nhé, đời bát 30 là không có dâu. Cái miệng loa chép đa hướng. Cái miệng loa chép này thì nó lan tỏa cái chất âm đi ra đều tất cả các hướng ở trong phòng. Mặc dù là chúng ta để đứng hoặc là treo ngang thì cái chất âm nó sẽ đều được lan tỏa ra các hướng ở trong phòng. Hai lỗ thông hơi phía trước. Cái miệng loa chép này rất là ấn tượng với cái miệng loa chép ở tất cả các loa này, tuyến loa còn rất là đẹp. Loa nào cũng đẹp như nhau. Và tất cả là còn nguyên zin 100%. Loa này, cái lô này thì nó về trong tình trạng là còn khá là mới nên tất cả nó còn rất là đẹp. Và chỉ có hai cặp loa bát 30 thôi. Cái số lượng loa bát 30 thì nó không có nhiều. Trong cái lô này thì nó có hai cặp. Và loa bát 30 là gân vải và có ba sóng. Thùng thì cũng rất là sạch đẹp như nhau đây. Loa này mà chúng ta trưng bày thì thứ nhất là cái kiểu dáng hình thức của nó rất là đẹp. Chất âm của cái dòng loa này thì phải khẳng định với mọi người là nó rất là hay, không hay thì không lấy tiền. Bởi vì nó sử dụng cái driver của loa bát và loa chép thì đều của những cái thương hiệu nổi tiếng. Nhưng bát của B3 thì nó có chất âm là sâu, mềm và ấm. Và cái chép của thương hiệu BMC thì mọi người thấy là chép của BMC thì nó quá là nổi tiếng rồi. Nó cho ra cái chất âm là chép rất đánh là sáng, tơi. Và đặc biệt là nó nghe nó không bị chói tai. Ở đây là cái nội thất bên trong của loa bát và của loa chép. Đầu tiên thì chúng ta cùng xem về của loa bát 25. Đây, nhìn vào đây thì mọi người thấy là đây nó chính xác là củ loa của thương hiệu B3 rồi. À, chúng ta để phân biệt thì chúng ta sẽ thấy là các chân cái lối từ chân cọc này vào dâu đi vào trong côn. Và cái xương này, xương đặc trưng của B3 là sơn sần. Đó, sơn xương đúc, xương gang đúc và sơn sần. Ở đây thì trên cái chắp từ trên cái từ này thì là có CD được phun laser, bắn laser này và tem kiểm định của hãng. Loa bát còn khá là mới nhé. Mọi người nhìn được cái sắt từ này thì biết này. Đấy, nó có cái độ bóng, nó gần như là mới tinh. Về củ loa của B3 thì nó khá là chất rồi, không phải giới thiệu nhiều về cái củ loa của cái thương hiệu này. Và loa bát này có đường kính từ là từ này là từ 16 và côn là côn 65. Từ 16 côn 65 dành cho loa bát 25. Và cái loa này thì nó có công suất là họ ghi rất là khiêm tốn. Họ chỉ ghi công suất là có 200W thôi. Mặc dù là với cũng cái củ loa này nhưng ở một số hãng khác hoặc là hãng B3 thì họ ghi công suất lên tới 250W thì vẫn là cái củ loa này thôi. Đấy, hãng này thì họ ghi cái công suất rất là khiêm tốn. Đó có thể là công suất nhỏ nhất chứ không phải là công suất mắc. Củ loa khá là đẹp, nhện màu vàng và côn là keo màu đen. Loa bát 25 thì có côn là côn 65, sử dụng côn 65. Và đây là mặt trước của loa bát. Ở đây là mọi người thấy là cái chặn gân này, đặc trưng của B3 nhé. Cái chặn gân này đặc trưng của B3. Gân vải hai sóng và cái dầu dưỡng gân còn như mới tinh. Đó. Loa này thì cái độ mới và độ đẹp của nó thì nó đạt đến khoảng cỡ là trên 90%, sử dụng rất là ít. Áp phơ lồi, màng giấy và có dâu. Loa bát là có dơ 25 là có dâu. Còn khá là đẹp. Và tiếp theo thì đây là củ loa chép. Củ loa chép của loa bát 25.
Loa bát 25 và loa bát 30 thì đều sử dụng chip của BMC, made in Italy. Chip này là chip của Italy xịn này, BMC xịn. Công mã là DE250 gạch 8. Và mình sẽ nhấc cái lắp đậy này của loa chip này ra. Trong này có một cái miếng bông nhỏ này, tiêu âm. Và đây là cái côn của loa chip nhé, côn xịn của BMC. Đây, để nhấc ra thì bên trong là nó có CD của cái đời côn này. CD của côn này và côn là côn zin, dây dẹt. Và loa bát 25 và loa bát 30 thì đều sử dụng cái côn có cỡ là 44,4. Đấy, côn dây dẹt này. Đấy, côn BMC thì cái dây này nó là dây đồng nên nó sẽ có cái màu nó hơi lâu lâu. Và cái màng này nó màu lâu này. Đây là cái sắt từ của loa chép. Khá là đẹp và còn gần như là mới tinh đấy. Quý khách nào mà mua cái lô loa này thì nó gần như là được sử dụng loa mới rồi. Ở đây là CD của cái củ loa chép này. Chép cái họng loa chép này. Họng nhựa nhé, có màu đỏ khá là đẹp. Nhựa rất là dày. Và tiếp theo thì là phần tần. Phần tần của loa bát 25 thì nó nằm ở cái phía mảng trên của thùng khu vực loa chép này. Ở phần tần này thì đây nó cũng giống với các linh kiện của B3 thôi. Hãng sử dụng các linh kiện của thương hiệu B3. Đó. Ở đây trên phần tần thì cũng có tên này của thương hiệu PRS. Model là PRS1 CD mã vạch. Và có các linh kiện là cuộn cảm này, có hai cuộn cảm, một cuộn cảm to dành cho loa bát và tụ dành cho loa bát trở để ổn định trở kháng cho loa bát. Và còn lại là những con tụ nhỏ và cuộn cảm nhỏ này dành cho loa chép và những con trở này là dành cho loa chép. Ở phần tần thì cũng khá là to và linh kiện thì của B3 thì khá là xịn sò rồi. Dây thì cũng được bọc một cái lớp mút để tiêu âm. Dây nó bát nó chép thì đều được bọc mút nhé, bông mút này. Và cái bông tiêu âm này thì đây là cái bông đặc trưng của B3 rồi. Đây là cái bông màu lông chuột đây. Anh em hay tả nó là cái bông màu lông chuột, bông tiêu âm này. Khoang loa chép và khoang loa bát đều có nhé. Ở đây là khoang loa bát. Đó, đều có bông. Thùng thì được làm bằng thùng gỗ, được ép nhiều lớp với nhau. Cái thùng này thì nó khá là bền. Thùng này, hai lỗ thông hơi đây. Thùng này nó rất là bền, chúng ta sử dụng là không bị sợ là nó đặc biệt là miền Bắc thời tiết lồm mỏm thì nó không sợ bị nó lở. Đó là về cái loa bát 25, model là PRS1. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đi xem về cái loa bát 30. Đây là củ loa của loa bát 30, cũng là củ của thương hiệu B3. Sơn sần này. Để chấu cái lối vào loa còn khá là mới. Ở đây là CD. CD mã vạch của loa bát 30. Ở bên mình cam kết là tất cả các sản phẩm bán ra cho mọi người là sẽ là zin 100%. Keo màu hồng đấy nhé. Chân keo sắt từ là màu hồng. Loa bát 30 này có đường kính từ là 17 và côn là côn 7 75 hoặc 76 gì đó, nó cỡ đó. Và cái khe là tản nhiệt cho côn này thì bên trong có một cái lớp mút để chắn bụi. Keo của côn cũng là màu đen, keo của côn màu đen, nhện màu vàng. Tất cả thì đều cam kết là nguyên zin 100%. Và đây là cái miệng của loa bát. Loa bát 30 thì cũng rất là mới, còn khá là mới. Và loa bát 30 thì sử dụng gân vải và có ba sóng, màng giấy, áp phơ lồi. Cái loa bát 30 này thì nó không lộ cái râu ở đây. Còn loa bát 25 thì nó lộ hai cái râu. Loa còn khá là đẹp đấy, các tuyến loa còn đẹp đến trên 90%. Loa này thì sử dụng ít nên là cái màng và cái nhện thì nó cái độ độ đàn hồi của nó rất là tốt.
nó chưa bị nhão. Cả loa bát 30 và loa bát 25 thì còn thấy là mọi người thấy là nó gần như là mới tinh. Ở đây là cái củ loa chép. Loa chép thì loa bát 30 thì nó cũng có cái mã và có công suất giống với lại loa bát 25, đều có mã là DE250-8. Chép này của BMC, made in Italy. Chép xịn của BMC nhé. Cái loa chép này nó có giá rất là cao. Hàng loa xịn thì nó có giá rất là cao. Hàng loa nhái thì mình không nói, nhưng dòng loa BMC xịn thì giá nó rất là cao đấy. Ở đây là côn loa chép của loa bát 30 thì cũng có CD. Có CD mã vạch này. Dây côn là dây dẹt màu nâu. Cũng sử dụng côn 44,4. Loa bát 30 và loa bát 25 thì có công suất là sử dụng cái loa chép như nhau, chỉ khác về loa bát thôi, khác về công suất loa bát thôi. CD mã vạch của củ loa chép này, họng nhựa, và cũng có cái mặt trước là cái miệng chép đa hướng màu đỏ. Và đây là cái phân tần của loa bát 30. Loa bát 30 thì phân tần thì cũng giống với lại loa bát 25 thôi. Đấy, các linh kiện thì nó cũng tương đối là giống nhau. Ở đây là cuộn cảm này, một cuộn cảm lớn này. À, một con tụ. Con tụ này là dành cho loa bát này, 20 mm, và những con tụ nhỏ dành cho loa chép, chở cho loa chép này. Đó. Sử dụng là ba con tụ. Phân tần này thì đều là linh kiện của thương hiệu B3 thôi. Nó giống với thương hiệu B3. Và đây là dây. Dây loa thì được bọc vào bông hết. Giác cắm này, giác cắm vào loa chép. Bông tiêu âm. Thùng thì cũng chất liệu là gỗ. Nó giống với lại cái thùng của loa bát 25. Ở phía bên dưới này thì cũng có bông tiêu âm. Hai vế thùng đều được lót bông tiêu âm bên trong. Cam kết là hàng xịn 100% và zin 100%. Vâng, và tiếp theo thì mình cũng xin báo giá của những cặp loa này để mọi người có thể nắm được và cân đối với cái mức tài chính. Về những cặp loa bát 25 thì bên mình sẽ bán với cái giá là 7 triệu đồng tròn. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho khách, có nghĩa là giá bán bao ship đấy. Và với những cặp loa bát 30 thì bên mình sẽ bán với cái giá là 12 triệu đồng tròn. Giá bán đó cũng bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách. Đó là cái mức giá rất là tốt cho những cái dòng loa chất lượng của thương hiệu PRS, một thương hiệu của Italy. Quý khách có thể là tham khảo một số kênh khác bán và đưa ra quyết định là có nên mua cái dòng loa này hay không. Còn chất âm của cái dòng loa này thì mình khẳng định với mọi người là nó rất là hay, bởi vì nó sử dụng củ loa bát và củ loa chép đều của những thương hiệu nổi tiếng, và phân tần cũng vậy, nên là chất âm của nó rất là hay. Khi chúng ta nghe nhạc và hát karaoke về cái dòng loa này thì nó sẽ không làm chúng ta thất vọng khi chúng ta bỏ cái mức tiền đó ra để sở hữu những cặp loa này. Và kiểu dáng loa của nó thì rất là đẹp, và bên mình cam kết là bán những sản phẩm loa này ra cho quý khách thì sẽ cam kết là zin 100%. Và cái lô loa này thì về thì bên mình trong tình trạng là khá là sạch đẹp, thậm chí là còn chưa phải vệ sinh. Cái vệ sinh qua thôi thì nó đã được sạch đẹp như thế này rồi. Và màu nguyên bản của nó là màu trắng, và quý khách nào có nhu cầu chuyển sang sơn màu đen thì bên mình sẽ hỗ trợ là sơn màu đen và không tính phí. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng loa này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình qua số điện thoại trên màn hình là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình để test và xem trực tiếp sản phẩm. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Quay lại một chút về kiểu dáng hình thức thùng của cái dòng loa này. Đây là hai cái thùng loa còn nguyên, chưa tháo ê căng. Đó, vâng. Và vâng, xin chào tất cả mọi người ạ.